Đây là con trắng gió nhật nhật solid bát nha mấy anh. Trắng gió nhật solid bát. Đây, đó, có trắng gió này, mấy anh thấy trắng gió của nó không? Cái dòng này là dòng solid bát đồng khối nha mấy anh. Đồng rồi thì phủ thêm lớp 2K chống oxy hóa chống trầy nữa. Cho nên là rồi nó bọc da nữa, da này là da zin của nó nè. Đó, da này là da zin của nó. Mấy anh không thích da mấy anh lột ra. Là ở trong lau sạch thì ở trong nó bằng khè luôn, tại vì nó là đồng khối mà. Nhưng mà để cái da này á, thì nó mình rớt này, mình đánh rơi cái quẹt nó không có ảnh hưởng cái quẹt. Thứ hai là mình cầm cũng rất là êm tay. Da này da zin của nó em không lột á, chứ em lột ra trong đẹp lắm, lau sạch lên là đẹp lắm, nó bóng lên đẹp lắm, tại vì nó là solid bath mà, nó đồng khối mà. Đây mọc của nó thích lắm, xài rất là thích nha mình, kiểu dáng rất là sang. À, kiểu dáng rất là sang ha, kiểu dáng rất là sang luôn, có trắng gió ha, của Nhật ha, kích cỡ so với gói thuốc nè. Đó, cầm nó êm tay lắm, nó đầm tay tay lắm, cầm rất là đầm tay.